Thưa quý vị, trong những ngày qua, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến sản lượng điện năng tiêu thụ ở thành phố Hà Nội đã liên tục tăng mạnh. Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực Hà Nội, sản lượng tiêu thụ điện ngày bình quân trong nửa tháng 5 đã tăng xấp xỉ 10,7% so với tháng 4. Theo đó, trong nửa tháng 5, tính đến hết ngày 18 tháng 5, Hà Nội sử dụng là 68.172 triệu kWh điện, tăng xấp xỉ 10,7% so với tháng 4 là 58.336 triệu kWh. Công suất đạt đỉnh được thiết lập lúc 22 giờ ngày 18 tháng 5 là 4.546 MW cao nhất trong năm nay. Trong đó, sản lượng điện sinh hoạt chiếm tỷ trọng trên 53% mạng lưới điện. Chính vì vậy, điện phân phối có thể xảy ra tình trạng quá tải trong cao điểm mùa nắng nóng do nhu cầu phụ tải tăng đột biến. Đối với các hộ gia đình, thời tiết nắng nóng gây gắt kéo dài cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất các thiết bị điện. Điều này dẫn tới những nguy cơ gây quá tải, sự cố, nhảy áp tô thậm chí nguy cơ gây cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường. Công ty điện lực Hà Nội đã chuẩn bị trước cho các tình huống này bằng các phương án cải tạo, nâng công suất, san tải để đảm bảo cấp điện an toàn liên tục và ổn định cho khách hàng. Tuy nhiên vào những khung giờ cao điểm của hệ thống điện vẫn có nguy cơ quá tải cục bộ gây mất điện.